Nhà có hai chỗ à bà? Lên đấy. Ừ. Có điều 26 tỷ thổ công rồi đấy. Thổ công điều thôi. Chưa chuyển bao giờ? Chưa chuyển bao giờ. Từ ngày xưa ra ở riêng ở chỗ này rồi. Ừ. Nhà bố mẹ chồng ở chỗ này mấy? Chồng tôi có hết.
cho bố mẹ chồng này, hơn hơn cái kế này. Thổ công đấy, xong tăng thổ tỷ đấy. Ăn cái gen này bên dân đọc mà cái sinh siêu tài thóc này đi. Sang sổ cả. Chưa chuộc đâu phải không bà? Ở ngoài mà chết trùng tang 47 tuổi tháng 11 ba cái kiếp sát trùng tang ông này mất xong mất thêm hai người nữa rồi. Bảo là trong cái nhà gọi là ông này mất xong mất trong họ mất thêm hai người nữa rồi thầy. Ông này mất xong mất thêm hai người nữa rồi. Là mất ba người tam tang còn gì nữa. Bên trái à bà? Ca trở vào đây đang xem trở vào bên trái, trở ra bên phải. Cái nhà này xây lại phải không? Làm lại rồi đâu? Không phải nhà mình xuống móng à? Ai xuống móng cái nhà này? Con trai xuống móng bố chết ở ngoài là phải rồi. Có thở oxy thở gì không? Có thở. Không thở oxy chẳng nói, thở oxy thì con chết ngoài. Nhưng mà về đến nhà nó còn đòi đi dắt đi khắp nhà trong nhà này xong rồi dắt xa xa các kiểu chân nó xem đấy. Cái nhà chưa ăn đâu phải không? Cứ lâu khẩu lên rồi nên lâu thấy mà án rồi đấy. Án là tiếp bên đây là mình chính chủ bên đây. Án thì hiện mình chính tiền chính chủ đâu có. Hết xong là ăn ngay là bia kiểu chính án. Hết xong là hàm bằng khẩu lên chứ án. Ăn tăng hơn à? Ừ, tăng năm nặng vé. Tí cái lại ăn. Cái lục báo này phải kia phải rồi hơn này không mình có mì hơn báo này tất cả hết cúng nhưng mà để phải kia phải ăn mình mì hắn rồi ăn mình mì hắn rồi hơn ăn mình cần này mì hắn rồi hơn. Lúc con để bác kia đi gửi mọc gửi thạch gì không? Mía. Mía để bác kia thạch gì? Mía để bác kia thạch gì nữa. Hả? Mía bác kia hơn sắc tỷ đó. Sắc tỷ tập đi ăn dân này sóng tỷ nè. Hay là bác mình bác trong cuộc phát lộ mi? Mía bác đó. Ông bác sao? Cái này nói với thầy là trước là bà thằng em này là đi một đời chồng. Xong mới lấy về đây, nhà mình đây. Đó.
là con về theo mẹ phải không? Con về theo mẹ. Thế ngày xưa chưa mà miên lập bán mộ á? Lập cũng lập mà. Lập bán mộ như này mà. Lập bé, lập bán mộ. Thế nó còn khả cái mải răng. Bảo khả cái mải hết rồi. Thế chồng mình bỏ chồng đấy thì mình khả cây mãi chưa? Mình mà cái này có thấy trong này đâu với thấy chỗ khác đâu với. Bây giờ chồng mất rồi, bây giờ mình xem này là thành như nhà khác ở đấy. Chồng cái họ hàng này còn chưa, cái họ Triệu còn chưa liên quan gì đâu. Còn đâu thí dụ lúc còn là cả ông mới sang Thái nữa. Sang Thái nhưng mà ma sơn này lâu cách thắng cách sinh cách sinh cả mẹ cả con chưa, con lâu chưa? Qua rồi nè. Biết lâu ra. Biết lâu quá, cả ngày cả lúc đấy mà. Đấy là sang mới thay tên đổi họ, cái này ngày xưa cái họ khác chứ cái họ này đâu. Bây khai sinh họ, khai sinh trên giấy tờ khai sinh là họ gì? Cũng họ Chiêu đấy. Chồng trước cũng. Lúc bọn hả là chân ấy? Trước, ngày trước. Ngày trước còn sang mới khai sinh lắm sắp trước nữa, mà này, chứ nhân ý hả nè. Sao cho chứ sao lắng nữa. Thế mà bảo cái này người cả không phải người cả đâu, cái này không phải người cả. Con thứ mấy đây? Con thứ nhất vé. Thế là mỗi đẻ chồng cái là lấy được người trong cái đẻ một con này là mất. Ừ. Đã bỏ. Chưa mất đâu. Đã bỏ nó. Chồng trước là bỏ thôi. Để được mỗi người con này. Ừ. Xem đây thành thứ hai, thứ ba rồi với. Không bị sảy thai, không đẻ lần nào. Không đẻ lần nào. Đẻ mỗi lần người đầu tiên. Cái gì cả. Bây giờ về theo ông này không có người con nào mấy? Không có nữa. Thế mình là vợ hai á? Ừ. Phải không? Vợ cả. Vợ hai đấy. Vợ hai được. Ông Hiệp không à? Ông Hiệp sao mẹ đó? Hey. Bà này bà vợ hai rồi. Bà dạ? Bà vợ hai rồi. Đừng có bảo vợ chị vợ cả. Năm hả đừng có thể ao tôi hiểu. Ừ. Cái bà này bà vợ hai rồi. Phải. Đừng có bảo vợ cả. Bà này bà ô thứ hai chứ ô cả đâu, bà ô cả mới bà ô cả được. Nếu mà bây giờ hỏi thật này, thế là ngày xưa cái bà cả về ở đây là chung bàn mũ hay là khác bàn mũ? Bà cả chưa có con đấy. Chưa có con á? Thế sao vào đây ông cái người con trai này vẫn thành ô thứ hai không thành ô thứ nhất được? Bỏ đi nhưng mà người bỏ chứ âm đã bỏ đâu, đã cách ra khỏi họ đâu. Thế lúc làm lễ, mỗi lần làm lễ cách cái họ cái người bà vợ cả ra chưa? Làm cái gì mà tách cứ. Không biết nữa, thế bà này bà thứ hai thôi, người bà cả đâu. Cái này về làm lễ tách cái họ bà cả đi. Tách họ bà cả đi, xong rồi chuộc ông chồng này về làm lại đi. Xong rồi bây giờ bên này cái nhà có ổn đâu, chả biết làm cái gì. Cái người chồng mới mất đi một người em chú chưa có vợ phải không? Ừ. Người đấy cũng chưa chuộc à? Thấy ông mãnh mà cũng chưa chuộc đâu, đây này, lên đây theo đây này. Ông chồng mất mất ra bà này vì hai nhân khẩu số cũng bỏ lâu này lạ nhé. Coi là cái ông chồng mình ngày xưa mất đi người em trai nào không? Trẻ đấy. Mất trẻ đấy. Cái người chưa vợ ấy. Không tính người có vợ đâu. Bây giờ một người con trai về theo cái người chồng mình như thế này. Cái người này chỉ cái người em thôi. Không phải người anh được. Em là thằng cháu. Em thôi. Ngang hàng là phải em thôi mà cháu được. Cháu được hàng bên dưới. Em chú thế. Em có cái này bị chừng không thế này. Mình chắc đấy. Làm chắc không? Cái ông chồng ngày xưa đi về đi viện về hôm qua lâu gì đâu phải không? Không có lâu gì nè, về cứ thấy còn tỉnh táo. Thở oxy còn bảo hôm qua đâu thì còn tỉnh táo lắm. Tỉnh táo còn thở oxy. Về còn nói chuyện nói với con này nấu cháo cho ta ăn này. Về đây còn thấy bà còn chửi mặt bà này. Đang nghe về người ốm như thế về qua lâu thì hôm qua lâu cái gì hết. Cái ma bệnh viện đi theo thằng đàn.
Xong ở chỗ cái nhà mình ở đây cũng có cái thần, hai cái thần đây. Ở nhà mình, chỗ mình ở cũng có hai cái thần đó. Thế vậy không không cúng cái ma thần này à? Thế cũng thấy làm lễ thôi, một lần, hai lần, ba lần, thấy là ba lần lễ thôi đấy. Ba bốn lần cũng không biết làm đâu. Thế lấy thèn này, lấy thầy tao về làm. Thèn. Thế cái bà thèn nào về làm không thấy ba cái thần này, hai ba cái thần này cúng mấy ba lần rồi không cho ăn làm kiểu gì? Thấy má. Hả? Thế cùng bà đấy tập bay tại. Tập bay nhà lấy cái thủ lợn này cúng nó ăn chưa? Chưa. Tập bay không cho nó ăn thì cúng cái gì? Học sân học sân mấy vía văn hóa kín này, bác đình kế mấy đình thân này, đình ca phủ lớn này này, mâm cờ quạt, mâm chay, mâm cằm, cờ quạt với đình chùa đấy, cờ quạt dầu cao thuốc lá đấy có đâu. Ở đây có đất, có đất, đất có thần rồi, đất thổ công sông Hà Bá thành hoàng thổ địa rồi, đi thần mới hỏi thần kín thì hết luôn. Mời về ăn cái gì? Mời ăn, ăn hương, ăn hoa. Hay ăn khói, về ăn khói. Cơm thì không dọn cơm cho ăn thì lấy cái gì? Ăn hương, ăn hương, ăn hương, ăn khói rồi đó. Bà họ Đàm thứ hai năm 63 tuổi này này. Phản thắng xông ra, năm xông vào. 3, 4 năm nay năm thứ tư rồi. Từ năm 59 rồi đến năm nay lúc nào cũng không khỏe. Tôi đang 59 tuổi rồi. Lúc đau đầu, lúc đau chân. Cái này ngày xưa bị chết lưu hay như nào vậy? Chết lưu hay là đáng tùm? Đáng sắc bà đó. Thế có hai lần đây đây với... Nếu mà để ra phải có hai người con. Ăn đại lễ sang mi đố này, ăn đại lễ Long Vương Bến Thủy sang mi này. Mời quán ăn đại lễ Bến Thủy vậy, Long Vương Bến Thủy vậy. 63 tuổi vào cung vào kỳ, hạn chế đam ma đam hiếu, kiêng từ giờ đến Tết. Kiêng được thì ăn Tết ở nhà, không kiêng được ăn Tết ở viện. Không, phải đam ma nhé. Không được đi đam ma đam hiếu, không được đi thăm người ốm. Không được đi thăm người mới đẻ 3 sáng. Kiêng được thì ăn Tết ở nhà. Kể cả bây giờ bà có làm lễ cũng thế thôi. Làm lễ bằng thừa nước đổ lá khoai đầu vịt. Bà kiêng được từ giờ đến Tết thì ăn Tết ở nhà. Nặng nhất là hôm nay sẽ nào? Hôm nay 15. Nặng nhất là hôm 20... Bao nhiêu? 27, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Hôm 27 nặng nhất. Hôm 27 và 2 buổi chiều. Hôm 28 và buổi sáng không được đi đâu. 27 buổi chiều, 28 là buổi sáng. Kiêng được 2 ngày đấy thì bán Tết ở nhà. Bình Pháp và Sa Định Quan mà xếp xếp có chân cần ngô chân. Chủ yếu là kiêng ngày 27, 28. Đấy. 28 tháng này đấy. 27 là buổi chiều, 28 buổi sáng. Yên tâm vẫn còn 2 ngày sắm Tết. Pháp tư mà sa bình quan đăng mà xét tê. Được sắm Tết không phải là chết đâu. Pháp mà sa. Nhờ cái bà bên Lục Ngạn cho bảo qua 29 Tết ăn Tết, đến chiều 29 đi luôn. Cái ông Lặng Sơn là 7 ngày đi luôn. Cái ngày nào cho bảo thì phải nhớ cái ngày đấy. Bình Pháp mà giờ bình cái bà trên này này, 12 giờ chưa đi luôn. Chỉ là một câu bảo về cẩn thận đấy. Đấy 12 giờ xong rồi. Bình Pháp mà giờ bình quan mà xét đầu chân tăng áo chính em. Con trai thứ nhất năm 10 được 40 tuổi này về cải ngỗng đi. Cải cũ hồn đi. Cô độc quả tú. Ăn mình khẩu cô hồn. Cái này gọi là người ta bảo, theo khoa học người ta bảo tự kỷ à. Không nói nhiều, không thích gọi là giao du với bạn bè nhiều. Cái người này thích làm gì là khác làm đấy thôi.
gọi là quan hệ xã hội, người này không muốn giao du, người tự kỷ, người cô hồn, tăng cô tăng cuộc tăng kinh là tăng du cả bà nó cũng không cần, thì cả mẹ đẻ không cần. Em cái này đi làm một chốn ba nơi rồi, đi làm ba chỗ rồi, đi như kiểu biệt tích ấy, nhỉ? Đi biệt tích chưa bà? Cái người này đi biệt tích đấy. Cái này tại ngày xưa bà không đi ký gửi bán khoán thôi. Cái số người này số làm thầy à? Ăn gạo ký, ăn gạo nhiều họ, ăn gạo của người thầy đấy à? Gọi là người cận sang trọng, cận phú quý. Một trong nhà với người làm thầy, hoặc là đi gửi làm con nuôi của những người thầy, hoặc là lên con lên làm thầy giáo, cô giáo, thầy thuốc, thì người này mới được bệnh khỏe bình an. Nhưng mà không liên quan gì cả, chưa có cái gì. Người này cũng chẳng phải làm thầy giáo, cũng chả phải thầy quốc. Người ta bảo không làm quan âm thì làm quan trần, nhưng mà cái hiện tại người này chưa làm cái gì cả. Xong rồi làm lễ cho con ngỗng chưa cải bao giờ. Ngỗng này vào quan sơn, quan sát, quan quỷ, quan lôi, người này nóng tính, bốc đồng, báo thú, tính nó như gia trưởng ấy, có sai thích người ta nịnh đúng bằng được, nói nhẹ thì nghe, nói nặng đi luôn, bỏ nhà đi biệt tích nửa tháng chưa thấy mặt về đâu. Không mộng lung, người này rất là khôn, không mộng lung. Ai ăn được đồng tiền người này rất là khó, đừng bảo cái người ngu đâu. Mộng lung gọi là người ngu dại, người đần độn, nhưng mà cái người không đần độn đâu, người này khôn lắm. Cái người này rất là khôn, nhưng mà mỗi tội người này không thích giao du, gọi là cầm tiền chặt lắm, muốn vào không muốn ra, cái tiền muốn vào không muốn ra. Cái này khảo cô hồn, để mà nói người càng to cây con đâu như kiểu cây ấy, cây càng to có lõi, người càng già nó càng nặng, cóc mạnh mi lôi, cây càng lâu năm nó càng lõi to, người càng già nó càng nặng. Ngày xưa trước 2-3 tuổi làm được thì được 80%, bây giờ làm chỉ có được 37 thôi, có được 30 thôi, mất 70, muộn rồi, bây giờ làm là muộn rồi. Người ta bảo là ngựa quen đường cũ rồi, có làm chỉ được 30% thôi. Ngày xưa dẫn một cô về thì không cho lấy. Chào anh. Ngày xưa dẫn một cô về ngay gần nhà không cho lấy, còn kêu có gì bà ơi. Thế mình không cho lấy thì làm thế nào được? Bây giờ lúc ngày xưa muốn lấy không cho lấy, bây giờ còn lấy cái gì nữa? Thế vẫn như vẫn vẫn cứ một mình thế đấy hả? À, ngày xưa đưa về không cho lấy, bây giờ lấy cái gì nữa? Phải chưa bà? Đưa về nhà rồi đấy. Đừng bảo là không có ai đưa ai về. Tao không phải ngu, cái người rất khôn. Đưa về là người già ngăn cản không cho cưới thôi, bây giờ thành gọi là không lấy nữa. Không phải là ngu đần độn đâu. Hơi bị giỏi luôn. Cái số này là số làm thầy cơ mà. Cái đôi mắt người này rất là đẹp luôn. Cái đôi mắt rất đẹp luôn. Chưa thấy mặt nhưng mà thấy đôi mắt rất là đẹp. Ai bảo cái người này ngu không, cái này không ngu. Rất là khôn. Chán cao luôn bà, chán cao không? Con trai bà chán cao đấy. Chán làm quan đấy. Mỗi tội là bà không kê đệm được từ đầu thôi. Chào vợ. Cháu xem lên gương đây này, cái người này rất là chán cao, mắt rất là đẹp. Rất là khôn. Mỗi tội bây giờ ấy, kiểu bà cứ nói linh tinh nhiều, dục nhiều nó mới lại bỏ đi thôi nhá. Không, nó không bỏ đi này đâu. Nhưng mà người ta bảo là con thích bà không thích, bà thích con lại không thích, nó là như thế à? Phải chưa bà? Ừ. Bà lại bảo đứa này xấu lắm không thích đâu, đứa này lười lắm không thích đâu, cái đứa này nhanh nhẹn lắm, đây thích con mình lại không thích đấy, nó là như thế. Phải như thế chưa bà?
bà trên như bà thấy cháu thấy bà trên như thế hết đấy. Bây giờ lấy vợ là về ở với con, mình không ở với mình đâu. Mình già rồi mình cũng đi thôi, kệ nó lấy đứa nào thì lấy, tốt nó chịu nó tốt, xấu nó kệ nó xấu. Bà đấy, hắn không cấm nữa. Không cấm nhưng mà nó lại không lấy nữa. Hết cái gì, cái này do cái người thế đấy. Có phải cái ma làm không lấy đâu, cái người thế đấy. Người đây, bà nói cứ lấy cái người này nó chán rồi đấy. Bà là một ấu. Nó toàn bỏ đi biệt tích rồi còn gì nữa. Nó mà nghe chỉ cả chả cần cái làm cái lễ gì cả. Nó thẳng luôn như thế. Cái này mà nghe chả cần làm cái lễ gì cả. Âu luôn. Thế nếu mà bà ngày xưa bà không cấm cản thì bây giờ chả có cháu bé à. Đừng bỏ cái gì, chả lấy luôn chứ làm cái gì. Làm cái lễ gì. Ngày xưa do mình cấm thì không cấm, bây giờ cháu mình 5, 6 tuổi, 7 tuổi rồi bà. Không phải ít rồi. Mình cấm cản thế nên ngày xưa không làm lễ. Ngày xưa không làm lễ nó cũng lấy rồi, bây giờ mình làm lễ nó không lấy đâu. Làm lễ về tiền mất tật mang thôi. Bây giờ nó còn mà nghe đấy. Về chuộc ông bố về, kê đem lại cái nhà đi. Lấy con ngỗng về cải cô hồn đi. Ăn mình cô hồn cô độc quả tốt thế à. Xong cái nó yêu đứa nào thì lấy đâu, không cấm nữa, mới được. Lấy về lại bảo dẫn về bảo, ôi đứa này lời lắm thì thôi đâu. Kể cả bây giờ vẫn có hai người thích tắm, không phải không có người thích đâu. Chị á? Vẫn hai cái người ở gần, không phải người ở xa đâu nhá bà nhá, bà còn biết đấy. Biết thế nào nữa. Hai cái người này gần nhà bà đã đâu xa lắm. Hai cái người gần đấy không phải người xa đâu. Bây giờ chứ lúc còn được, bây giờ vẫn còn hai người. Bây giờ đi rồi, đi gần nhà có hấp cái ống. Đang đại hạn với bảo con trai về từ cũng cải kiêng đi. Kiêng từ giờ đến Tết không được đi khênh quan tài. Ai sửa mái nhà không được đi hộ đấy. Bây giờ đến từ giờ đến ta còn sửa mái nhà không được đi hộ đấy. Sửa đã lăn xuống đấy. Không được trèo lên, không được chui vào dưới người ta sửa mái nhà để ngói xuống đầu ấy. Từ giờ đến Tết. Mảng chưa dồn về một chỗ đâu, một chỗ, hai chỗ, ba chỗ, bốn chỗ, vẫn còn bốn chỗ mộ. Một cái mộ dài, hai cái mộ dài, vẫn còn ba cái mộ dài. Nào bà xem đi, bà hỏi đi. Mộ dài bà xem đi, bà hỏi đi. Trong họ, không phải trong nhà. Trong họ vậy. Thì bây giờ bà muốn xem gì bà hỏi đi. Hỏi cái mồ mả làm cái gì? Cái mồ mả trong họ hỏi làm gì? Xem con cháu, thằng con ấy. Chỉ xem thằng con nó còn lấy được vợ không, thế này thôi. Tao bảo do người. Bà chưa nghe cái câu do người à? Cái do người. Do người à, chắc đó. Do người, phải hiểu là do người. Do người đấy, đừng hỏi ma nào làm. Cái người mình ngăn cản thôi, người ngăn cấm thôi. Không phải ma đâu. Tao bảo đi lấy vợ đây, ma nhập vào ốp và lại dậy để đạch ra mới phải ma làm ốp. Cái này cái người mình cấm thôi đấy. Đang nhớ cái họ này năm nay làm từ tháng 2 đấy à, tháng 6, tháng 10 đấy à. Thế qua sang năm có hợp họ không đấy? Sang năm kỵ họ hợp cái gì? Không lấy được vợ đâu. Ý như là làm lễ. Hả? Ý như là làm lễ. Làm lễ thì làm thôi, còn bảo đến lấy vợ không lấy được. Lấy vì không có con. Sang năm năm gì? Năm thìn thân tý thìn kỵ họ triệu. Thank you.
mua trâu về trâu còn không để. Bà đừng bảo người. Ờ, có nhà to như thế vớ đi cưới vào cái năm xịt xí, cái nào là năm xịt xí đấy. Đi lấy về dâu về 3 năm không có con nữa vớ. Đến lúc cưới lại mới lại có vớ. Có làm lễ tháng 2, tháng 6, tháng 10. Nhưng mà làm việc bé thôi, đừng làm việc to, sửa nhà, xây nhà đừng, đừng có làm. Cái nhà bây giờ có phải hướng ngày xưa đâu, cái nhà này hướng khác thôi. Hướng ngày xưa là hướng khác, bây giờ hướng khác. Cái hướng bây giờ là hướng lục sát. Lục sát có nghĩa là nuôi cả hay bị chết toi, bị trộm. Bà phải chưa? Hướng khác rồi. Cái hướng ngày xưa nuôi gà, nuôi lợn được lợn, nuôi trâu được trâu, bò được bò. Cái hướng bây giờ là hướng lục sát. Nuôi gà không chết toi người ta bắt đi, bắt trộm. Bà phải chưa bà? Nuôi hết bao ngô bản chưa được ăn con nào đấy. Đây cái gương bắt quái phải chắn cái hướng nhà vào. Ăn kính bắt quái đấy à? Kính bắt quái mà chắn cái hướng nhà hả? Ừ. Cái gương lồi ấy. Cái gương như thế này, ra chợ mà đi mua cái gương này lúc nào làm đấy, mua cái gương như thế này về cho ông thầy bà thầy nó treo cho. Treo gương chưa? Treo cái kia, cái kim ở kính chưa? Treo rồi đấy. Mi kim mà nó à mi kim mà nó. Mi chắc có kim mà nó. Đất nhà bà tạ chưa? Chưa. Chưa tạ đất để treo cái gương làm gì? Thì phải đi xem nó vào cái lục sắt hay là vào sắt mệnh hay là như nào đấy, ngũ quỷ mới treo chứ là cái bình thường cái làm nhà mới treo làm cái gì? Cái hương xấu người ta mới treo gương, bình thường treo cái gương làm gì? Hay nhà có ma treo gương vào để ma nó đỡ vào? Phải đi bình thường này, nếu mà hướng sinh khí nó hợp bệnh ấy không treo gương, phải hiểu thế. Cái hướng mà đã hợp chủ nhà không được treo gương vào. Treo gương vào nó thành xấu, nó phá phong thủy. Đã hợp không được treo. Không. Cái nhà bà là phải treo nhưng mà treo chưa đúng. Nhà bà tao lục sát tao hướng xấu còn nó phải hợp đâu. Đáng nhẽ này, cái năm 37 tuổi không an nhà được. 37 tuổi thập tử nhất sinh, xấu, không tốt đâu. 36 tuổi đẹp, 45 tuổi đẹp nhưng mà với yêu cầu. Chẳng hạn như năm người là tuổi Tỵ phải không? 45 tuổi nó lại gặp năm con trâu, trâu nhắm rắn nó thành xấu, đừng bảo 45 tuổi đẹp nhé. Đấy. Như tuổi Đinh Tỵ ấy, Đinh Tỵ 77 ấy. Năm 45 tuổi là năm trâu ở đâu? Năm con rắn gặp trâu mà. Trâu nhắm rắn. Nó lại xấu, đừng bảo 45 tuổi là đẹp. Suy đi phải tính lại. 37 chứ bây giờ mới được 40 tuổi. 37 tuổi. Ừ, hình như là năm con trâu. 40, 39, 38. Hình như là năm con trâu đấy, hình như được đấy, trâu rắn gặp trâu đấy, trâu nhắm rắn đấy, 37 tuổi ấy. Năm 37 tuổi của tôi, tuổi Tỵ, kỷ Tỵ cũng thế. Đinh Tỵ cũng thế. Đấy là năm đấy là năm 37 tuổi là năm trâu rắn gặp trâu, trâu nhắm rắn là xấu. Mới lại đã hợp họ đâu mà bà ăn nhà làm gì? Năm nay năm con trâu đã ăn nhà làm gì? Người ta ở nhà 3 năm, 3 tháng nhà 3 năm, cứ ở 3 năm đã. Cứ ở bình thường 3 năm. Không xảy ra chuyện gì hàng ăn nhà, hàng làm lễ. Không nhất thiết quả làm nhà mới đến là phải làm lễ đâu. Cái mộ 3 tháng đầu mà chôn xuống, không làm sao là tốt. Nhà cũng thế, 3 năm đầu mà không làm sao là tốt. Chả cần làm cái lễ gì nhiều cho nó phức tạp ra. Thế bây giờ lấy cái thầy về làm lại thì không hả thầy? Thế bây giờ làm lại làm thế nào, nhưng mà làm từ đầu đến đuôi, từ A đến Z mới được. Nhưng mà cháu hỏi thật là cái này cái móng cuối móng mới đây rồi.
Mông mới à? Đấy là mông mới à. Đấy, thế bảo trái cũng phải nhà hai chỗ là cái gì? Từ đầu bà cứ bảo một chỗ vẫn chỗ đấy, không phải chỗ đấy. Cháu đã thấy từ đầu lên đây hai cái nhà lên hai chỗ rồi. Ăn tỷ lợn vẫn là tỷ bằng thế lắm vậy. Ngày xưa nhà có bên này này, nhà có bên này. Bây giờ nhà có bên này. Phải chưa bà? Chưa phải lệch. 1, 2, 3 phải lệch đi 45 độ rồi bà, đừng có lệch một tí. Cái nhà lấy bà lấy cái la bàn này xem phải lệch 45 độ không. Ngày xưa đi qua bên này, bây giờ đi qua thế này rồi nhá, cái nhà bà ấy. Không tự dưng nó lên hai cái nhà được hai cái móng rồi đâu bà ơi. Thế cháu mới bảo bà có hai nhà hay như thế nào, cháu thấy linh thế rồi. Nếu bà y hệt vẫn cái khuân cũ, vẫn cái móng cũ ấy, không lệch đi một ly, vẫn một cái nhà, phải đúng. Nhưng mà bây lệch đi rồi, to hơn rồi. Móng lệch qua cái bên bên trái, bây giờ nhìn vào bên phải này này, lệch ra hơn 1.2 rồi. 1.5 rồi. Thế bà lạc bây giờ nói chung là chỉ cái hướng thôi. Bây không nói đến cái móng nữa, bây nói đến cái hướng thôi. Thế đang bảo là cái hướng lệch đi là công nhận chưa, bà công nhận chưa? Thì bây giờ không nói đến cái móng nữa. Móng không nói. Bây giờ về lúc nào bà có lễ được ấy, bà mua 5 con ngựa 5 màu về tả đất đi. Lấy con chó đá về thờ bên trái, vào bên trái ra bên phải. Lấy cái gương đấy về treo ngoài cửa là xong. Thế thôi, đơn giản. Lúc nào làm lễ thằng lấy về treo. Đấy, treo lại đi. Người ta tạ trấn yểm. Mình chưa ấy, mình đã yểm vào đấy rồi thì cái gì nó được ổn được. Tạ trấn xong rồi yểm được. Tạ đất trước. Xong rồi dùng con chó đá về trấn xong rồi cái gương mới yểm vào đấy được. Chó đá cho sư ở chợ cũng được. Cứ có là được không? Vào bên trái ra bên phải. Nhưng mà phải hiểu bây giờ này, để bên trái không phải, nếu như bà để bên trái không ổn, vì cái nhà bà đang ở bên trái, con chó đá phải có bên phải mới phải. Thì bây giờ cái cái nhà bà đang bên trái mà, nếu mà như thế là phạm tổ à? Nếu mà để đây trước mặt cửa đấy là con chó đón đầu à? Không được. Bên phải. Vào bên phải ra bên trái. Vì bây giờ tổ nhà bà đang ở bên trái. Nếu mà như nhà cháu đấy thờ giữa nhà thì theo ấy là vào bên trái. Nhưng mà bây giờ nhà bà tổ nhà bà bên trái. Nhà bà không phải thờ giữa nhà. Cái bàn thờ ấy. Cái bàn thờ nhà bà thờ trong buồng. Trong buồng gọi là trong cai đấy thì bà thờ bên trái. Phải chưa bà? Phải. Nếu như nhà cháu thờ giữa nhà như này ấy, thì để con chó đá bên trái. Nhưng bây giờ nhà bà không phải như thế. Nhà bà phải để bên phải. Vì chỗ đấy không bàn tổ ở đấy. Bên này là ông lâu tẹt lại bên phải cho này. Bên mưa là sửa lâu hết đi, lâu tẹt lại bên phải nữa. Đeo bình thường chả sao à. Để vào nhà bên phải bạn, ra bên trái. Cứ được việc là được thôi. Thế là đại má. Chuột ma lội tổ được chửi nhau mấy người già. Chú đây. Ông chồng bà ấy ngày xưa được chửi nhau bố mẹ à? Ô, có lúc mẹ hẳn được cái lăng cái mi to đá. Thế mẹ bảo là chuột về lội tổ không bình thường, mất thì làm gì lội về, chuột về làm cái gì? Cái ma ngủ gọi ma dậy ư? Mất đi không ổn, mất đi oan ức, mất đi có tội thì chuột phải để lội tổ, gọi là giải nghiệp ấy. Bên kinh người ta gọi là phá độ gia tiên ấy. Bên kinh người ta còn làm 2-3 ngày đi. Đấy cần hỏi gì hỏi đi bà. Không hỏi xong. Cái này đi hết cái làm đi cũng tắt leo kiểu ấy đi. Tí.
Không phải tùy hảo tâm, tùy thầy. Đừng bảo tùy hảo tâm. Bà thì lòng hảo tâm là ai luôn luôn phải có lương đại bản này. Thế mà cái này trên Lạng Sơn ấy 12 triệu một mạng. Ở chỗ thì nhà Văn Quan ấy cũng có người 60 triệu hai mạng ở đấy, có đấy. Bà đất đấy nghe rồi bà. Đất Văn Quan nhà bà nghe rồi đấy. Không cần nói tên đâu, bà các bà cũng biết rồi đấy. Nhưng mà cái này không đến hết đâu. 3 triệu đổ lại tùy thầy, tương thầy. 3 triệu cũng có, 6 triệu cũng có, 12 triệu cũng có. Còn cái bảo là 50 triệu để bán nhà đi làm thôi, để tiền mà ăn. Và do bà lấy thầy nào thôi. Nhiều thầy lắm mà, nhiều cha có lấy chồng mà. Thầy hết cũng hết đại sư mẹ. Không, bà nói thế lại sai rồi. Thầy hết cũng hết đại sư mẹ. Thầy hết đại sư mẹ. Thầy hết đại sư mẹ. Thầy hết đại sư mẹ. Bà hỏi thế cháu chẳng biết trả lời thế nào đâu. Bà chưa nghe câu. Bà chưa nghe câu bảo nhiều thầy lắm mà, nhiều cha có lấy chồng à. Ồ, to thiện có nhiều như thế rồi. Có người cúng xong mất tiền, tiền mất tật mang rồi đấy, có rồi đấy. Bà phải hiểu thế này. Trước tiên, vong hồn phải thấy. Thấy cái vong đấy ở chỗ nào. Xong ngồi nhà bà. Đi có ai bảo bà, cái bà cai cho bà bên trái đâu. Phải chưa bà? Bà đi bó nhiều lắm rồi. Xong rồi ai nói, ai biết bà là vợ hai không? Đấy, cái người làng xóm nhà bà sát tách bà còn chưa biết bà là vợ hai. Phải chưa bà? Cái người hôm nay đi cùng bói cùng bà còn chưa biết là bà là vợ hai đâu đấy. Nói chung ý, muốn làm thì phải về bàn bạc theo họ hàng nhà mình. Chứ không phải là làm muốn làm là mình tự làm được đâu. Có tiền vẫn phải bà người ta ăn khác ăn được. Muốn làm phải có người hộ, người giúp. Đấy. Như bên Kinh này, cứ 20-30 triệu, 100 triệu là đi cho cô đồng, cậu đồng nhảy một ngày là xong. Nhưng không phải kiểu dễ đâu. Dễ như thế thì chẳng dễ quá. Cứ lên nhảy Azure xong rồi nhảy hết cái này lại nhảy hết cái kia là xong đâu. Cái này đã làm lễ này, cái họ hàng ăn khác ăn được, muốn làm phải có người giúp. Người ta bảo là cháu hơn mấy phúc sái mê lì, cháu hơn 40 phúc sái tô tì. Đấy. Người ta thuận vợ thuận chồng tắt biển đông cũng cạn, nó là như thế. Thế bây giờ người thì làm, người thì phá, thì làm kiểu gì cũng kiểu gì, nó như thế. Muốn làm lễ thì về bàn bạc họ hàng. Bây giờ phải hiểu thế này này. Ở trên Văn Quan khác, ở dưới này khác. Mỗi thầy mỗi vùng mỗi khác, không giống nhau. Then có nùng, then có then tày. Đấy, nùng riêng có nùng đó, ba nùng rồi. Nùng inh, nùng cháo, nùng phần sinh rồi. Tày cũng có 2-3 loại tày rồi. Đấy. Cháu là nùng inh nhỉ? Cháu nùng phần sinh, thầy cháu nùng inh. Dòng then cháu lại then tày. Then là then tày. Người nùng. Đấy, bà thầy thì nùng inh, mình thì nùng phản sinh. Thên này thên tay. Đã đủ tay nùng. Bây giờ bà mới bảo ghi thì chịu. Đã, cho lúc là cho đã nói, đang nói thì bà phải ghi luôn. Bây bảo cho nói lại cho chịu, không nói được đâu. Xem từng người xem nói rõ ràng từng người luôn. Đất thế nào, nhà thế nào, mộ thế nào, nói luôn từ đầu. Tự nhớ đấy luôn, ghi vào luôn. Chứ còn bảo cho nói lại chắc không nói được. Không nhớ thế nào đâu mà nói. Nào, còn ai xem nhanh nhanh này. Không lại chưa lắm rồi này. Còn có nhiều á. Bằng này người xem hết đấy. Alo ơi, 5 người á? 4 người. Đi xem, đi xong sớm rồi đi xem, đi muộn chết. Lạnh nè, còn có hướng con mọn nè. Mấy bà, mày không gọi điện thoại đấy, mày điện thoại còn chưa được xem đâu. Điện thoại để chiều đi mới được xem.
mẹ sẽ dùng tài, mẹ sẽ là tài 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 thắm mẹ. Ông tài gì? Ông họ Triệu hả? Giờ này cũng họ Triệu. Họ Triệu. Họ Triệu thứ mấy á? Thứ hai. Ngoài Bắc lạnh. Đi Sài Lộ. Sinh 46 năm. Sinh năm 46 hay là 46 tuổi? Năm 46. 75 tuổi. Ai nữa? Chào mọi người. Hả? Con trai thứ tư. Bà mẹ họ gì? Bà mẹ mất rồi. Mất nhưng mà họ gì? Đông. Thứ mấy? Bà mẹ ba mà. Chắc là ba. Thọ bao nhiêu tuổi? Ba. Ba. Hai kẻ kia. Mất thằng mấy? Thằng 8. Bao nhiêu? Hả? Thằng 8. Bắt bị câm khẩu à? Lúc bắt là câm khẩu à? Câm. Lúc bắt không dặn dò được đâu phải không? Không nói được đâu phải không? Mất mùng 1 đã hết rồi. Kéo mình nhá. Hết mệnh rồi. Ai nữa nào? Trai thứ mấy nào? 4. Bao nhiêu tuổi? 76 năm. Sinh năm 76 á? Sinh năm 1976. 76 48 tuổi, Bính Thìn. Sinh tháng mấy chồng ấy? Ông chồng này. 12. Nào, về vợ họ gì đây? Thứ mấy? Thứ 2. Sinh năm bao nhiêu? Bính Thìn. 6. Sinh tháng mấy? Tháng 6. Ai nữa? Con. Trai hay gái? Con trai. Thứ mấy? Thứ nhất. Sinh năm bao nhiêu? 98. 26 tuổi, Mậu Dần. Sinh tháng mấy? Sinh tháng 10. Con dâu. Họ gì? Giọng tụi em chứ. Dâu họ gì? Họ Linh. Họ Linh. Họ Linh thứ mấy? Sinh năm bao nhiêu? 94. Ây ô. Cưới vợ hơn tuổi với nhỉ? Sướng quá nhỉ? 4 tuổi ấy. Giáp Tuất. Sinh tháng mấy? Tháng 8. Con gái. Thứ mấy à? Con gái thứ hai. Hai nghìn lẻ một. 23 tuổi, Tân Tỵ. Tháng mấy? Tháng 2. Vẫn cúng kinh bình thường. Cháu, đứa cháu nữa. Thứ nhất à? Sinh năm bao nhiêu? Hai nghìn hai mươi ba. Một tuổi Quý Mão. Tháng 7. Hết rồi phải không? Thủ công ở đâu? Ông bà ấy, ông bố Dương. Hả? Ông bố Dương. Cũng hỏi à? Cũng hỏi bà ấy. Bà thím ấy. Thank you.
cung kinh các cụ ra tiền tiền tổ Phật tiết ông mãnh bà cô ba đời trở lên năm đời trở sống sống khôn thác thiêng ăn con gà vào đỏ mà hồng xong cũng được bình thường. Bình thường. Muốn cúng hay không thôi. Chào Đức Quang. Dưới là có hai bát hương à? Thế không? Bắt ông bắt bà. Mình làm ba lần nhà rồi. Ngày xưa cái ao cái gì trước nhà lấp đi rồi. Vào bên phải ra bên trái là cái ao cái gì lấp đi. Cái gì đấy? Cái ngâm cây á? Lấp đi rồi phải không? Có cái hố đằng trước nhà đấy, vào nhà bên phải. Cũng khá là to. Lấp đi sao bà chưa lấy thầy về tạ. Lắp xong là người mình lắp xong rồi chứ âm đã xong đâu. Đất gọi là đất không bằng. Đất ngày xưa có hố, có ao, ao tù nước đọng, người ta gọi là ao tù. Đấy gọi là ao tù. Cái hố gọi là cái hố đất ao tù nước đọng. Hố này không thông. Cái này về tạ đất tiễn đi. Tiễn cái hố đấy ngày xưa có nuôi gì trong đấy không? Cho cá xuống cái gì nữa? Cho cá xuống cái gì nữa? Không, nghe con gì bốn chân cơ. Có cái con gì trong đây không? Có thả con gì xuống đây? Lúc chôn nó được cho con gì xuống đấy không? Ở chỗ đấy. Lúc chôn đi. Không có. Con lợn. Con gì bốn chân đây? Chết sao lại thả xuống đây mới chôn? Nhưng mà cái này trước nhà chứ còn sau đâu mà chôn như thế này được. Chôn như thế này để thành loạn à. Bốn chân đấy, bốn chân cái hố này rồi. Hả? Trước nhà một cái nhà kia là nhà dưới, không hổ nhà mình đâu. Nhưng mà trước cửa nhà mình đấy. Trước nhà mình phải. Bây giờ nó có cái ao mà. Thấy một cái con gì bốn chân dưới ạ. Cái này phải chặn cái hướng nhà vào đi, với cái này phải sát đấy đi. Cái bóng đè là con này về đè rồi đấy. Cái con bốn chân này về đè người rồi đấy. Không phải là ma đè đâu. Không phải là vong người đè đâu. Vong con bốn chân này về đè người đấy. Nhưng mà lấy cái gương bắt quái về treo cái hướng nhà mình vào mới được. Không thì thế này không ổn đâu. Bắt của lại bắt người ngay đấy. Mất của rồi. Mất tiền rồi. Mất khá rồi. Đằng này rồi. Mất đằng này rồi nhá. Phải chưa bà? Mất 5 ngón rồi. Bà cứ ngâm xem phải 5 ngón chưa.
nông hơn nông mét nhưng mà một bàn tay rồi. Cái này về lấy gương mắt quái về treo vào ngay thì còn được, còn không thì còn mất nữa, mất tiền xong rồi mất của, mất người nữa cơ. Do cái hướng nhà này bây giờ ngày xưa thì tốt, nhưng bây giờ không tốt nữa. Đấy. Không phải lệch đi, mà do người, do người làm xuống hỏng cái con bốn chân xuống đầu tiên này, xong rồi lại chăn nuôi giữa cửa nhà nữa. Người ta còn không đỗ cái xe máy giữa cửa nhà thì tại sao mình lại nuôi cái con trâu ở con bò dưới cửa nhà được? Đấy. Người ta còn kỵ đỗ cái xe máy trước cửa nhà nhé, ô tô xe máy người ta kỵ đỗ trước cửa nhà luôn. Kể mà hôm nay ai mà đến bói có để xe máy trước cửa nhà cho đi về luôn, bao giờ cho bói như thế để ra hẳn hai bên, không ai để giữa cửa nhà cả. Như thành phố này, như thành phố nó lại khác. Thành phố thì người ta lại thờ trên, người ta lại thờ trên tầng, ở cửa không sao. Còn nông thôn chỉ có tầng một, ít nhà có 2-3 tầng lắm. Cái này về chắn cái hướng nhà đi là được nhá. Mua 5 con ngựa tạ đất đi, tiễn đi, tiễn con 4 chân đi, con nào cuốn đấy. Thế con mặt lông mặt lá đấy tiễn đi, xong rồi chấn vào, tạ đi, yểm đi, xong rồi xong. Xong rồi, thế này này, nói là thế này nữa này. Nhà mình là có 2 bát hương ở bàn dưới rồi, là bát ông bát bà rồi, là đủ. Còn nếu mà như nhà bình thường như nhà cháu là 1 bát thôi, thì phải thờ thêm 1 bát thờ bà, vì ông vẫn còn. Như ngày xưa người ta họ làm thầy, con dâu theo bố chồng ăn cơm chung 1 mâm, không ngồi cùng nhau. Nhưng mà hiện tại là bây giờ nhà mình là cũng đủ rồi, vì trên là có 2 bát rồi, bắt ông bắt bà rồi, là không sao cả. Mỗi tội là bị lệch thôi. Cái bát hương thờ thì đủ rồi, không thiếu bát hương. Nhưng bát hương bị lệch rồi, lấy cái mặt nguyệt ấy, cái mặt con rồng ấy kìa, cái mặt trời ấy kìa. Quay ngang quay dọc rồi. Về xem này nhá, Tết năm nay, Tết này 2-30 đi rửa bát hương thì xoay ra cửa đi nhá. 30 hang rửa bát hương, 29 đừng có rửa. Có rửa một là hôm 28 hoặc hôm 30 rửa, hôm 29 không được rửa. Không, người ta xem rửa bát hương người ta phải xem ngày. Đừng có bảo là hết 30 là hết Tết đâu. 30 chưa phải Tết, người ta bảo có 30 chưa phải Tết. 29 là ngày dần kỵ, 30 là ngày Mão hợp họ này rồi, yên tâm sao mà rửa năm nay. Chứ đừng có bảo 30 là rửa đâu. Có người ta rửa từ hôm 23 rồi. Phải xem nó hợp họ hắn rửa. Đính từ hôm 23 đến hôm đến Tết, rửa hôm nào cũng được, nhưng mà phải xem nó hợp họ hắn rửa. Bà Hòn Đông này mất năm bao nhiêu à? 16. Hả? 16. Sao mất thế, không mấy cái gậy của bà không lấy ra cái mộ cái nào à? Cái gậy của bà đấy. Cái gậy không biết. Cái bà này có 2 cái gậy mà lúc còn sống có 2 vẫn chống gậy đó. Cái bà này chống gậy đi mãi, lúc mất thì không lấy ra cái mộ cái nào, cái gậy nào. Bà này vẫn đội cái nón, không lấy cái nón cho. Cái bà đi đâu, bà này chẳng đội cái nón đi, bà đi không lấy cái nón cái cho bà. Bao nhiêu cái nón, bao nhiêu tiền lắm đó. Cái này không phải cái nón mình mới, cái nón ngày xưa bà cũ vẫn đội ấy. Để mang đi đâu mất tích không thấy mà. Đấy bà hay đội ấy. Không phải là cái mới rồi, lấy cái mới đâu. Đây lúc bà còn sống bà vẫn 2 đội cái nón đấy, mất cũng không lấy cho, cái gậy cũng không lấy cho. Đang nghe lấy ra mộ cho được, không cần đốt đâu, lấy ra mộ để mộ tao được. Xong bà lại có một cái túi này, ngàm mấy cái túi gì đây cũng không lấy cho là thế nào à? Cái túi của bà đây, đi đâu bà chả đeo? Ông tổng đại hen say.
cái khác rồi, không phải cái đấy. Bà tìm cái bà đeo thôi, cái mới cái đẹp bà không cần. Hả? Bà bảo thế với bà, đã tìm cái bà đeo thôi, cái mới cái đẹp bà không cần. Lúc lấy cho là cái khác cho thôi đấy. Đấy, thấy bà này mày bà thế không? Bà này bảo cái gậy không thấy cho, cái nón của ta đội vẫn không lấy cho, tần lấy cái nào cho ấy. Cái nải ngầm không thấy có. Ba dài mấy dài, bà này để mấy con dài? Ba. Ba dài phải không? Ừ? Mất đi một người rồi đó. Bây giờ thấy ba người con dài, bà này lên đây này, ba người con dài này này. Mất đi một người rồi, bà tính người sống thôi. Đấy, bà này về bà bảo thế. Cái này về nếu mà ổn thì thôi, không ổn về chuộc bà này đi. Ổn thì thôi. Bốc mộ lên mà ổn thì thôi. Ừ, đang bảo bốc mộ lên 3 tháng mà ổn thì thôi. Không ổn phải chuộc bà này về. Câm ngăn câm cách. Ma đói ma khát đi. Tại vì mình ngày xưa mình mất xuống, mình không lấy cái gậy của bà cho bà. Cái nón của bà không cho bà. Cái nải ngàm của bà, cái tay ngàm không cho. Cho cái khác, người ta bảo là sống được dùng cái nào, mất được dùng cái đấy. Những người già bây giờ bảo là mất xuống mới là ra chợ đi mua com lê, lúc sống thì không thấy cho. Chết mới bảo mua bộ áo đẹp cho đi, chôn chả được cái gì. Muốn cho cái gì ấy, muốn cho cái gì này, lúc sống này còn sống này, áo quần mua về cho mặc luôn, xỏ vào ít nhất 2-3 lần. Chết về ấm mới được mặc, mới được lĩnh. Không phải là đi chết trên nằm xuống mới là đi ra chợ mua về đụng mới không được đâu, người ta chấn hết. Lúc sống của mình, cái gì của mình vẫn là của mình. Lúc mất đi mới bảo lấy về mua về cho, không được nữa. Nên là lúc sống bà còn sống hay là ông còn sống, còn ý, mua về mua gì mua cho luôn lúc còn sống. Đừng bảo là mất xuống lại bảo mua bộ đẹp áo đẹp cho đâu. Thế người ta mới bảo là lúc khỏe thì chả thấy mua cho ăn, ôm tao nằm không ăn được, mới bảo là mua bánh kẹo về cho ăn. Như thế. Thế một người mới bảo là lúc sống thì không cho ăn, đến lúc chết mới bảo làm mừng thọ, đây làm dỗ cái gì. Chết mới bắt đầu là làm dỗ đầu dỗ gì, thế lần đấy. Lúc sống thì không đền ơn đáp nghĩa, xong mất xuống mới bảo là làm dỗ đền ơn cái gì. Đấy, rút kinh nghiệm là như thế. Lúc còn sống cho đồ nào thì lấy đồ đấy đi cho, đừng bảo mua đồ mới không có đâu. Mình gặp bà xét to chân ông họ Triệu thứ 2 năm nay được 75 tuổi, hạn tháng sông dạ, năm sông vào ông được ngã 2 lần rồi. Ông là chết hụt rồi đấy. Các con không nhanh cấp cứu là xong rồi đấy. Nếu mà không 2 năm trước mà không thấy là xong rồi đấy, 2 năm trước rồi. Ừ, 2 năm trước cần gì nữa? Không nhanh là cũng xong rồi. Hả? 2 lần cái tỏ quá tam ba bận đấy. Ông này bây giờ năm nay bây giờ xem nào, hôm nay có 10-15. Ông này thấy một vạch xuống đây vẫn hơi nguy hiểm quá nhỉ. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23 vào ngày 23 âm lịch này. Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều hôm 23. Đấy. Từ 9 giờ đến 2 giờ chiều đi đâu thì đi, phải để một người ở nhà đẩy một tí. Một vạch xuống đây thôi. Không biết nặng hay như em biết. Đúng hôm 23 phải xem. Thế ta quá tam ba bận mà. Nếu ông này chỉ bị một lần ấy, thì chưa lo. Mà ông này bị 2 lần rồi. Hôm 23 đấy, buổi sáng từ 8 giờ đến 2 giờ chiều. Đấy. Đi đâu đi làm gì thì để một người ở nhà xem nhà. Để ý một chút. Ông trước cửa đây này. Sáng còn cho nói chuyện đến 1 giờ chiều gõ giường mà mồi. Phải để ý một tí. Sợ mất thì không mất đâu, sợ bị ngã xuống câm khẩu đi viện ăn tiết ở viện thôi. Đây là để ý một tí. Mình Phật mà sai dâu chân tăng. Cái ông này chưa làm sinh nhật à? Chưa. Đấy 5 tuổi còn chưa làm sinh nhật. Chưa làm bà mất lại không làm. Làm bà cái gì, bà phải làm cho ông trước mới làm bà được chứ lại làm ông trước làm nó dồn đâu được ở trên đây.
không làm dồn được, làm dồn cái kiểu gì. Các bà mê tín dị đoan. Chào Liễu Thanh Hoa nhé. Chào mọi người. Bà hiểu này, chồng to hơn vợ, muốn làm phải làm cho ông xong mới làm cho bà được, chứ không bao giờ đừng bảo làm bà trước. Làm bà trước là bà mất trước. Bà mất trước thì vào tổ không cho vào tổ. Bà mẹ chồng là không cho vào tổ. Nó bảo cao hơn con trai tao, tao đéo cho vào. Bà mẹ bà mẹ chồng đấy. Nên là rút kinh nghiệm, sau này có làm sinh nhật làm cho ông trước, làm cho bà sau. Vào âm, lúc nào ông người ta bảo có ông mới có bà mà. Thế bây giờ bà được về cặp bồ đâu? Bây giờ bà trước người ta gọi là về cặp bồ đấy. Chồng chưa mất đấy, bây giờ bà ở mấy ai? Phải chưa? Nên sau này có làm lễ, có suy xét kỹ lưỡng làm, đừng bảo nghe thầy này thầy kia làm lễ đâu. Làm lễ phải biết đường làm thì ở, không biết đường làm thì đi. Cái bà này mà chưa làm sinh nhật bà này vẫn được ở bà vợ ấy. Chưa làm sinh nhật bà này chưa chết được. Vì làm sinh nhật sai bà này mới mất được. Ông chồng chưa có nhưng mà bà vợ lại có. Nó hình sai. Đúng rồi, làm mừng thọ ấy. Làm lễ cái này lễ cái đừng bảo là ông chồng ít tuổi hơn, bà vợ nhiều tuổi hơn, làm cho vợ trước là nó không như thế. Nó không xét tuổi tác mà là xét vai vế. Trong âm nó xét vai vế ai cao hơn. Để cả cháu bây giờ cháu thấp, cháu còn bé trẻ này thôi, và âm cháu thành cấp bậc cao rồi đấy. Kể cả bà then già, bà then già làm 30 năm cũng chưa bằng cháu đâu. Có người ấy. Đáng nhiên năm nay ta làm được không? Mình không đi xem từ đầu. Bây giờ Tết rồi còn làm cái gì nữa? 5, 6, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6. Ông xin tháng mấy? Tháng 2. Thế từ tháng 2 đi là làm được rồi. Tính từ tháng 2 sang năm đi là làm được. Tháng riêng không được làm thôi. Tính từ tháng 2 để ra là được làm rồi. Ông sinh mấy giờ? Ông sinh ngày 27 tháng 2, không biết mấy giờ. Nếu mà sinh buổi sáng thì chiều làm được 27 ra 28. Năm giờ 27 thì 27 ra 28. Sinh ban đêm thì 28 ra 29 thế thôi. Giờ ngọ thế thì 27 làm từ 27 ra 28 được rồi. Làm tối ban đêm 27 ra 28. Sinh nếu mà sinh tối 27 sinh giờ hợi thì phải làm từ 28 ra 29. Để ra biết trai biết gái mới làm được đấy. Chưa để chưa biết à. Ông này về tạm cao tạm kiều tiếp cao to số đi, ông này ngủ hai giường. Ông này ngủ hai chỗ, vi phạm chỗ ngủ. Nhá. Về bảo con gái con rể con gà cố sơi cũng cho ông đi. Con gái con gì? À tôi cái mặt tức tí non à. 30 con ký 40 con kem đấy à, cũng cho ngủ đi. Ông này 75 tuổi mà chưa có lấy mẹ sinh cái nào cơ. Ăn đại lệ pan sa pan sinh pan đán kể là đi làm nương làm rẫy này, quần áo rách tả tơi vẫn chưa có lễ này. Lúc nào làm sinh nhật thì lấy cái nhà đỏ về giả cho ông đi. Như là Long Đình đỏ ấy. Ăn pan xá pan đán đi làm đâu làm dậy. Còn nó rách tả tơi hết rồi. Ờ, triệu thứ tư năm nay là 48 tuổi. Bính Thìn, hai vợ chồng này xung khắc nhau. Đối khẩu. Xung khắc. Không vì con là bỏ nhau rồi đấy. Cầm quần áo về ngoại 3 lần rồi đấy bà nhờ. Không biết mấy lần đâu. Được về chưa bà? Được rồi. Xung khắc nhau mà. Người ta bảo là tuổi cùng tuổi tốt thì cùng tốt, xấu là cùng xấu. Nói với nhau một cái xong là thành tốt ngay được mà. Cái vợ chồng như thế mà.
người ta bảo hợp thì thành đất rộng, cái này là hợp ấy, hợp là đất rộng, nhưng mà cái này thành bùn rồi đấy, vừa bùn xong lại nắng cái lại khô đầy thành đất rồi ấy nhờ, nhanh lắm. Trời mưa xuống lại thành bùn, nắng một cái lên này thành đất rồi đấy, vẫn được vì con. Chào công, chào mọi người. Thế bảo là vì con không vì con á, cái bà này chỉ bỏ đi lâu rồi, nó còn thấy ngồi đây. Ngày xưa yêu anh khác rồi đấy, lấy về ông này bất đắc dĩ thôi nhờ. Nhưng mà ngày xưa bà này yêu người khác thôi, không phải yêu ông này đâu. Thế bảo là ngày xưa bà này yêu người khác rồi đấy, lấy ông này bất đắc dĩ thế á. Phải chưa bà? Phải rồi. Tính từ 50 tuổi trở lên thôi, người già thôi, không tính người trẻ trẻ ngủ thế là chẳng được. Thì có tuổi 60 tuổi trở lên. Bốn mươi tám tuổi này về hỏi bên hoa chiến đi nhá. Ông chồng này vào tài phú sớm đấy. Mất một bộ phận trên cơ thể đấy, mất chưa? Mất rồi. Mất gì? Mất chân. Ừ? Mất một bộ phận trên cơ thể đấy. Tại lúc trẻ bố mẹ không làm cho được thì phải mất một bộ phận. Mất tay, mất chân, mất một mắt, hoặc là bị mất nội tạng cái gì đó. Mất một chân rồi phải không? Nhưng mà vẫn chưa hết đâu, vẫn chưa bắt còn mất nữa, vẫn còn mất nữa. Lúc nào đủ 3 lần đi. Tại vì ngày xưa lúc trẻ không làm được, người ta bảo mình tài phù sướng, mất một bộ phận trên cơ thể. Sang năm 49 tuổi, 49 năm 3 về cải, lấy con gống về cải đi, hoi phân hoi chén đi, ăn mình tài phù sướng phù sát. Lúc nào động dao kéo đi, không đào không mất ngón tay, không mất ngón tay ngón chân thì mất ở trong nội tạng, phải mổ xé, cắt một thứ gì ở trong người ra. Chưa mổ vá, cũng mổ rồi. Mất đi 3 ngón chân thôi mà. Mất đi 3 ngón rồi, mổ rồi. Thế là còn một lần nữa thôi. Thế là còn mất một lần nữa. Bây giờ chưa mổ, chưa có lần thứ 3 ấy, thì thôi về làm đi. Người làm ra của không làm ra người, chả đáng bao nhiêu tiền đâu. Mà mấy trăm triệu thì không làm được. Con ngỗng 1 triệu thôi. Về cải đi. Hoi phấn hoi trên hoi phù sướng phù sát đi, sau này bị nó đỡ. Người làm ra của đấy bà, của không làm ra người. Mấy trăm triệu thì không làm được, 1 triệu thì tha hồ, bớt vài bữa ăn sáng là được. Đấy người chồng mình ấy, ăn này khoảng tài phù sướng à, tài tổn phù sướng ấy. Tài đấy mới sẽ là xỉu đâu. Không xem online, không xem mạng xã. Cái này về làm như thế bà. Xong rồi giả cái này lễ đi, hoi phân hoi chiến đi, chưa thấy hoi bao giờ. Hoi phân hoi chiến xong đi hứa. Làm cái đại lễ nhà đỏ ấy, ăn ban sạp ăn đắn, làm nương làm dãy này. Cái người này bị đất ở chân cạn, không phải đất dưới nước đấy. Đất ở dưới nước thì phải làm Long Vương bên Thủy Cô Bơ đấy, Hà Bản đấy, bên Thủy đấy. Nhưng mà cái người bị đất ở trên cạn thì người này phải giả trên cạn, trên Sơn Lâm Sơn Trang ấy, trên rừng trên núi ấy. Cái người vợ này, để mà nói hai người chồng này, hai người vợ chồng mình ấy cùng mệnh là mệnh thổ. Sáng năm chiều mưa, tối ẩm ướt, cái này là trời nắng thì là thành đất, trời mưa thì thành bùn. Cái này là vì con đấy. Nói chung là bây giờ hạn cùng hạn, sang năm 49 của hai người đều 49 thì về. Sang năm vào tháng 2 làm lễ đi. Lấy ở đâu, thấy thầy đâu về làm thì làm cho tháng 2 làm lễ đi. Nhà này quên thật là sang năm làm lễ đi. Lấy thầy nào về làm thì làm. Hả? Ôi giời ơi. Làm thì làm nhưng mà phải đặt lịch trước. Chứ bà cũng tháng 2 có, không có đâu bà. Tháng 2 cháu bây giờ nhận chục đám rồi. Chưa được, cháu phải xem, cháu còn phải xem nó được không được chứ. Bà đừng bảo, cứ bảo 27 sinh ra này được á. Còn xem nó có sát mệnh không. Đúng rồi. Nó không vào ngày sát thì làm xong thì còn khỏe, vào ngày sát làm xong là chết.
bà đừng bảo làm sinh nhật là thứ bảo là có tiền là làm đâu. Cháu không dạy đâu. Cháu còn xem vào cái sổ xem nó có vào ngày sát mệnh không. Nên sát mệnh ấy. Ừ. Có nhiều người bảo chưa làm thì còn ở. Làm xong đi luôn, đi thẳng tắp luôn. Cứ bảo có tiền là làm lễ là được đâu. Có tiền làm lễ biết làm thì ở, không biết làm thì mất tiền. Mất tiền, mất tật mang, mất cả người ấy. Cả vợ chồng này cũng đều chưa có cái lấy đấy. Cái bà vợ 48 tuổi này, họ Triệu này, vía đi bên thủy rồi, đi tiểu niên rồi, lấy chồng âm rồi, có con rồi. Vẫn nằm mơ bế trẻ con mãi còn gì nữa. Bà vẫn nằm mơ bế trẻ con mãi đấy. Ừ? Đấy con, cái trẻ con mình bế đây, con mình đấy, con âm đấy, con theo chồng âm. Xong rồi bà này, cái bên ngoại còn đủ không? Mất đi người em cậu nào, hai người anh trai nào, bên ngoại, bên ngoài, chưa mất đi người nào. Thế bà mất đi người con nào? Bà ấy, bà để ra bà mất đi người con nào không? Được, trai phải không? Cái con trai phải không? Đi nạo không tính, người ta tính để ra cơ. Không có. Có thấy một vòng con trai đi theo bà đấy. Một vòng người con trai này này. Anh trai vẫn còn đủ hết. Bên vợ, bên ngoại. Ừ. Thế chắc là người hợp đi theo thôi. Sang năm 49 tuổi về cải quan tài đi. Cải quan tài sang năm ấy. Cải quan tài đi. Con trai thứ nhất được 26 tuổi, người này do dự lắm. Mậu dần 98 mậu do dự lắm. Con hổ ăn lợn rồi. Sinh năm dần nhưng mà tháng 10 con hổ ăn lợn. Không quyết đoán, do dự, mất cơ hội. Đáng nhẽ ngày xưa lấy mà phải lấy tổ hai lần. Nhưng mà không có. Tốt tốt thì được ở với nhau trọn đời, không tốt tốt lại ly thân ly hôn thôi. Năm ngoài cưới à? Thời dần kỵ mùi, tuổi tuất, kỵ tị. À, may quá không kỵ. May quá không kỵ. Không kỵ đâu. Năm ngoái cưới không kỵ. Dần ngõ tuất tam hợp. Người vợ mệnh hỏa, người chồng mệnh thổ. Hỏa sinh thổ. Mệnh con năm nay là mệnh gì xem nào? Không, không, mấy con đi thằng con vào. Từ từ từ. Đây là mệnh gì? À, thế ngày con này ra lại sung rồi. Hả? Con ngày con này sinh. Mẹ khắc con rồi. Mang đi gửi chưa? Chưa. Mang đi gửi đi ấy. Không là con này lại chết trẻ, chết yếu đấy. Mẹ là mệnh hỏa, con là mệnh kim. Thế cho sắt vào bếp nó cháy là nó thế nào? Không biết đâu. Mà đi gửi đi nhá. Xem nào, quý sinh tháng 7. Quý tháng 7. Ôi rồi, giống y hệt người ông luôn. Ông nội thế nào là người này y hệt luôn. Cái này không phải đi gửi không được. Cái này phải dùng 7 đâu, con gái mà. 9 loại gai. Trai à? 7 loại gai, 7 loại nước. Sinh lại để lại. Xanh tèo. Nho bách kỳ. Không phải đi gửi bình thường được đâu. Đi gửi then. Không gửi thầy đâu. Đi gửi then. Nếu mà không vào để lại thì đi gửi thầy được. Sinh lại để lại phải đi gửi then. Ở bên đấy cũng nhiều then mà, văn quan đầy then ấy.
ăn mình anh này mật khẩu Phù Sơn, cũng tại Phù Sơn. Mẹ bảo là không mang đi gửi cho cái chết trẻ, chết một là chết đuối, hai chết trên cạn thì chết từ tai nạn thôi. Đi gửi đi, qua 13 tuổi mới là con mình. Chưa qua 13 tuổi chưa con mình đâu. Bố mẹ để được con, nuôi được con nhưng mà không giữ được con. Để được, nuôi được, không giữ được. Đi gửi then cần gì họ? Then nào hay đi làm nhiều thì gửi ạ. Cái người con trai 26 tuổi này cũng chưa cải quan đâu vơ. Cũng chưa cái cải quan đâu. Liên quan đến tù tội pháp luật đấy. Tết đừng có đi đánh bài đánh đề nhiều nhá, sóc đĩa nhiều nhá. Đã đi tù đấy. Vào quan tù tội pháp luật đấy. Con trai 26 tuổi này. Tết thì thấy người ta tụ tập sóc đĩa đánh bài ở đây mấy bạn nó lại hốt đi một thế. Chỗ nào đánh nhau tụ tập tránh xa ra một tí, vào quan tù quan tội quan pháp luật. Người con trai 26 tuổi này. Về lấy con ngỗng về cải quan đấy nhá. Sang năm 27 tuổi tuổi lễ cải đi. Cải quan cung, quan kiếm, quan tù, quan tội, tổn mệnh, ăn mình tổn. Tổn mệnh quan sát, bị ngã xe rồi, sẹo rồi. Ba cái thôi. Có thì bảo có, không có thì bảo không có. Cứ im thì bói cái gì. Có thì bảo có, không có thì bảo không có. Thế thôi, đúng hay sai thôi. Cái này vào học trò. Cũng tài học trò. Để mà nói đau trong nhà sẽ không bị đau trong nhà, mà chỉ bị đau ngoài đường thôi. Đấy. Ăn mình là tài học trò đấy. Có nếu mà có chết cũng chết ở ngoài thôi. Học trò giả thứ nhất là con gà, thứ hai con ngỗng, thứ ba con dê. Không giả lợn, không ăn lợn. Con lợn một tạ không giả được. Con lợn một tạ không giả được. Giả thứ nhất là con gà. Con gà lớp 1, ngỗng lớp 2, dê lớp 3. Con gà đến là thứ 3 cấp cho cái nhà trường. Con ngỗng là thiên nga lên trời được. Con dê là rượu vang lên được, ngọc hoàng được. Con lợn nó có lên gì đó, con lợn chả lên cái gì cả. Con lợn chỉ thịt ra là cúng thôi. Chỉ giả lễ mẹ sinh thôi. Con lợn chỉ có giả lễ mẹ sinh thôi. Con lợn nó chỉ mang về. Con lợn nó chỉ mang về khao quân thôi. Khao quân, khao người, khao làng thôi. Nó không có chức biệt âm. Con ngỗng nó gọi là thiên nga. Con dê nó lên ngọc hoàng. Con dâu họ Linh thứ 3 năm được 30 tuổi này, giáp tuất này, giáp tuất mệnh hỏa tháng, giáp tháng 8. Cái người này số làm then quá. Giáp tuất một góc tháng 8. Thân dậu. Không được. Cái người này số nhẹ thôi, mình báng thôi. Số nhẹ nhưng không độ được binh, không độ được binh. Cái số thì vào đấy có căn, gọi là có căn đấy. Có căn có quả nhưng mà không có quả. Có căn nhưng không có quả. Để mà nói ngày này vía nhẹ thôi, đi ngựa được. Nhưng mà để làm thầy thì còn phải do là gia tiên nhà mình. Gia tiên nhà mình có phụ không? Âm phủ dương trợ thì có thể là. Mà người này chưa bị ốp lần nào. Chứ mi. Chưa gọi là chưa bị vong nhập, ma nhập bao giờ. Chưa bị ốp. Nếu mà người hay bị ốp ấy, thì với khả năng cao, cái người này sẽ bị ốp. Nhưng mà cái bản mệnh này có ngày xưa đi gửi đâu không? Con dâu này à? Ồ, thế đi hỏi con dâu này, không hỏi nguồn gốc ở đâu à? Thế đi bán quán kia gửi đâu không, không hỏi à? Không đi tìm hiểu à? Hiểu nhau thì lấy ờ thì bây giờ mình phải là ngày xưa mình phải nói chuyện là ngày xưa đi ký gửi đâu thì đón về mới bảo thế, mình bảo một câu thế người ta biết nữa này. Mình phải bảo trước người ta bảo cái gì mình bảo đi ký em thì nó bảo với mình mới biết được à. Mình phải bảo là thế bây giờ bên thông gia có đi ký gửi ngày xưa đi ký gửi đâu thì đón về với bảo đi lấy chồng mới bảo thế mới được chứ mình không bảo người ta thì người ta khác lấy. Ba mươi tuổi này cũng về hoi phấn hoi trên đi. Được đau rồi. Nhà xe. Cái này mổ à? Hả?
Nhớ mà lúc để con để mổ để thương. Để thương. Để thương à? Thế cái khâu này là khâu chân đây à? Ừ, khâu mổ. Hả? Khâu mổ. Mổ gì? Rạch khâu. Khâu gì mà khâu gì? Rạch. Thế để mổ còn không phải là cố. Tôi thấy để mổ lên đây có vết chỉ đây lại bảo là rạch cái gì thôi. Lại bảo để thương được. Mổ để nó thì chả để chả rạch ra lấy con ra thì ô. Tao tại phù sướng cái người phải để động dao kéo mổ xẻ còn đi nước phải để thương. Còn ngơ ngác cái bảo là để thương được à. Tao thấy lên đây để mổ vẫn bảo là để thương dữ quá mấy cái bà này. Ồ, thế cái đứa dưới này nó mới đi để nó có nó có mổ đâu. Nó chưa đến viện nó lên nó ra ở trên xe rồi. Cái người để dưới chưa ra đến viện nó đã đến xe rồi. Cái này thế để mổ mà, để mổ này phải 3 năm. Trừ khi là người này nếu mà liền nhanh ấy, liền nhanh thì 2 năm. Không thì phải 2 3 năm sau mới được để tiếp. Đứa thứ hai phải 5 năm sau mới để tiếp. Để sớm nó bị bục ra đấy. Để mổ nó như thế. Còn hơn 3 cân nữa, lúc đấy ra được hơn 3 cân nữa. 3 cân mấy? 3 cân 3. Đó. Phải không? Để ra được hơn 3 cân mà. Lên đây 3 gạch đây phải hơn 3 cân. Ồ. Cái buồng trứng không còn biết bà. Làm vợ chồng là bác sĩ đấy, đi bác sĩ người ta tin khoa học, người ta tin ma. Về đây bói bảo hỏng ở bên buồng trứng là phải không, nó còn bảo phải. Cái kinh nguyệt đến ra kinh đen còn biết. Nói không nói thôi. Thì cả cái người đi cặp bồ chả biết, nhưng không thích nói ra tan nát cả cửa, không nói thôi. Ây ơ, đến lúc này nói, thế cái người trên Mai Sao mới bảo là thầy nói láo. Chồng chị có đi cặp bồ đâu, đến lúc 3 năm sau xin lỗi bà chị. Em ơi, chồng chị đi cặp bồ làm cho chị một cái, làm cái gì nữa. Lúc người ta làm thì chửi người ta bảo là nói láo. Phát để xin lỗi không có đâu. Ngày xưa nói như thế thì bảo là thầy nói láo, xong đến lúc xin lỗi không có đâu. Mình không trách nhưng mà về đây người thêm mắm thêm muối vào đấy nó lại thành đi xa lắm đấy. Người ta thị phi á. Mình thì nói thế này thôi, đến lúc về người ta lại thêm mắm thêm muối vào, ơi nói thế này xa lắm chứ dễ lắm mà. Người ta cái gì được nói mới được nói, người ta bảo là thiên cơ bất khả lộ ra nhiều lắm mình lại bị đau. Ai thêm ăn cỗ bà, ai thêm ăn cỗ. Con gái thứ hai được 23 tuổi, Tân Tỵ tháng 2. Cái người con gái này người đàn bà tính đàn ông nha. Mạnh mẽ hơn người anh. Ăn to nói lớn hơn, chưa thấy người thấy tiếng rồi. Anh trai còn sợ em gái đấy. Cái người này vào sát phu đấy, sát chồng đấy. Sau này đi lấy gọi là người ta về hỏi mệnh ấy, thì lấy giờ sinh, ngày sinh, năm sinh, tháng sinh đi xem cân mệnh lên, cái mệnh của người chồng phải nặng hơn người con gái mình thì mới ở với nhau trọn đời được. Còn không là vì là được 3721 là chồng xong phim ngay. Xem gì hỏi nào. Còn đứa cháu này đi như thế, xem như thế rồi. Bây giờ muốn xem gì là hỏi. Xong không là xong. Cái thằng con trai 26 tuổi lúc nào cũng thấy mất tiền đấy. Đã bảo rồi, chưa cải ngỗng thì mất tiền là bình thường. Chưa làm lễ đấy thì mất tiền bình thường, mất rồi mất nữa. Còn không kiêng được còn đi tù nó cơ, đừng ở mất tiền. Chào mọi người. Thấy cái màu mã, cái đất ở đấy
cái mồ mả này động mộ động mả động hái cốt chặt cây rồi, cái cây bị đổ lên mộ à? 1, 2, 3, 4 cái chỗ mà có 4 cái 6 cái mộ ấy. 6 cái chỗ bà. Bà mình làm gì mà có 6 cái? Chỗ bà cái ở bên á nó bị mì lắm đấy. Không ăn được cái mỏ lau tay, cái khẩu mỏ lau qua nữa. Nhớ mà chỗ đất đây có 6 cái. Chỗ đất. Chặt cây gần chặt. Chỗ cái đây cho 6 cái mộ lên đây để còn bảo không có chỗ là 6 cái á. 6 cái. Cái chỗ 6 cái mộ ấy. Chặt cái bên trái cái to tướng nó đùng xuống còn gì nữa. Có phải cây bé đâu. Biết cây gì? Biết cây gì? Cái cây to đùng đấy còn cái cây gì? Thì cứ vay bàn bạc đã rồi. Đúng. Không bàn cũng chỉ thế bàn thôi. Thế thôi. Bàn chỉ kiểu vợ làm thôi. Cứ bàn này xem ngày đây là quyết định rồi. Cái mộ cái cây chặt cây xuống là phải đi tạ đi mới được. Nếu còn đói tạ đi. Tạ hả? Tạ cái chấm mộ ấy, 6 mộc à, phàm mộc á, phàm mậy á. Chặt cây xuống phàm cây rồi. Chặt cây đứng trước, chặt cây cái cây to biết cây gì không biết cây to. Cái này về tiến đi tiến cây đi xong rồi tạ lấy con ngựa đỏ đi tạ mộ vào. Thằng cu này để lại rồi này. Ông bố này 48 tuổi này cài ngỗng phu sướng tại lễ. Ông này làm khăn này. Đây như thế. Còn hỏi gì hỏi không hỏi là xong. Vì lần này cũng hạ giá. Hỏi lần hạ giá mỗi lần chỉ hại. Thế rồng 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 sáu cái khẩu cũng ba cái rồng 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 đấy. Hả? Cân hết. Lươn à? Thì lươn à? Ốc kính. Ốc then hết rồi chứ ốc hết nhưng hạt nhân hại để còn phải gọi bà cháu này. Xem tháng 2 có ngày nào họ được. Hả? Đâu xem nào còn có không? Không thấy đấy, không thấy bao giờ đấy. Đi nhiều chỗ lắm rồi. Đi vội nhiều chỗ không thấy đấy. Có làm 18, 19. Thế này không trùng ngày sinh nhật của ông không? À, sinh nhật nhà nó có bà sinh nhật nhỉ? Bà sinh nhật không ạ? Thân tí thìn. Ừ, làm 27, được 27 ngày hợi hợp. Hai thân tí thìn. Thân tí, thân tí thìn. Thank you.
28 27 28 được. Thế ông để 12 giờ chưa à? Giờ ngọ phải không? Giờ ngọ. Đọc số điện thoại. Số mình để nè, số trong cái nào để nè. 03/9 066 739. Nào ai xem nữa lũ gặp à? Xem gì vậy bà? Xem số, xem nhà. Biết. Cửa mùa mà. Đông Thắng. Họ gì bà? Họ Triệu. Đúng, họ Triệu. Họ Triệu này hết. Nhà này họ Triệu hết. Họ Triệu thứ mấy bà? Thứ hai. Chồng thứ hai. Bao nhiêu tuổi? Sinh năm 74. 74 Giáp Dần. 50 tuổi. Bảo Hoàng. Thứ mấy? Thứ hai. Bao nhiêu tuổi? 73. 51 tuổi. Quý Sửu. 73 Quý Sửu. Ai nữa? Con trai sinh năm Thầy Thắng khác mà. 97. Thứ mấy? Thứ nhất. 97 27 tuổi Đinh Sửu. Thì có một chị mất rồi, bây giờ mình lấy thứ nhất là thứ hai nhỉ? Thứ hai. Sinh tháng mấy? Sinh tháng 10. Ai nữa? Còn con dâu. Họ gì? Họ Lục. Họ Lục. Sinh năm bao nhiêu? 2003. 2003 là Quý Mùi. 21 tuổi. Quý Mùi. Thì 2 tháng. Tháng mấy? Tháng 5. Thằng con dâu tháng 5. Cậu thắng thì là về hầu đồng nữa mà. Khác mình có hầu đồng đâu. Ai nữa? Cháu. Trai hay gái? Con trai. Đâu vậy? Năm 2020. 2020 là 4 tuổi. Tháng sinh tháng mấy? Tháng 3. 2020 canh tí. Hết chưa? Hết rồi. Thủ công rồi nào? Thủ công phai đẩy. Phai đẩy. Xá gì bà? Xá An Sơn. Vẫn nàng như thế à? Mê nàng gì? Mê nàng của dâm hung sư nhà Môn. Có phiền thốn đấy, họ đi hôn đấy. Cái nhà Môn này có ăn lợn không bà? Cái này thấy không thấy ăn lợn đâu. Mình vào rồi lâu không thấy lợn. Có 2 bát đâu? Có, vẫn có 2 bát. Có anh em mà cầu bóng không? Cầu sen không? Có anh em mà Gia Lộc không? Có anh em ở Gia Lộc không? Không có đâu. Không có. Set sang mưa cần tang set số đâu.
phải rồi. Chặt cây hay làm đường qua gần đây rồi. Cái này có cái mộ gần thổ phải không? Cái bên phải cái thổ cũng có một cái mộ phải không? Bên trên. Nhưng mà vào bên này nó đối diện lên là bên phải này rồi, có một cái mộ rồi. Cái mộ đàn ông à? Cái này chưa ăn thổ công à? Ăn thì có ăn rồi. Đấy thủ lợn mới ăn rồi. Không ăn cái chữ kịp chú không còn gà đấy. Gà ăn thế nào được? Đa nó có cái thủ lợn mới ăn được chứ. Cái con gà đấy chỉ đi cúng đi mời ăn thôi. Cái này chưa thấy ăn đâu. Thế là chưa. Ăn chấn đi. Đây con ngựa trắng đi, ăn thổ tạ đi. Con ngựa bạch ấy. Con ngựa hàng mã thì đừng có đi mua thật về làm nhá. Lại ra chợ đi mua một con ngựa thật về làm thì thật. Đi ra hàng mã mua con ngựa 20-30 nghìn đấy, một con đấy về tạ đi. Xong rồi lấy cái thổ lợn hai con gà đấy về ăn. Ấn nhô đi. Cái thổ công nhà bạn thấy ba chỗ là thế nào mà? Thổ công á? Ừ. Ngày xưa bà bắt đây hay là đi chuyển chỗ nào về đây rồi? Thấy ba chỗ rồi. Chỗ phải rồi. Cái thổ công thổ kỳ thì ba chỗ rồi đấy. Ừ, phải rồi. Chứ lâu quá có phải là chuyển sang tỷ chỉ chắn á. Thầy Thiên. Cái này lúc nào làm lễ bà thỉnh từ chỗ đầu tiên, chỗ thứ hai, chỗ thứ ba về một chỗ này để tạ đi, để ăn đi. Bây giờ bà ăn rồi ăn nó còn thấy ba chỗ thì ăn cái gì? Bà đừng tận tự là nè, bà tự tạo khẩn tốc nữ ý nè, mà chịu tự khẩn nữ thêm nè. Thế chả, làm tiền nè, nhìn nhận luôn. Cái này về đi thỉnh về đi một chỗ xong rồi an tạ đi chấn đi. Thở nhiều chỗ quá. Bà đi xem chán này đâu, không phải không đi xem đâu. Không thấy thôi. Không thấy mà. Người thổ người kinh bà đi bó hết rồi đấy. Phải thôi. Thầy gần thầy xa bà đi hết rồi đấy. Nhưng mà cái chính tỏ số các bà vẫn may lắm nhỉ. Sáng nay mà các bà gọi điện là chiều nay mới làm việc á, sáng nay chưa. Tiếng Pháp mà ra thầy lúc mà sẽ lắm, thấy số điện thoại. Cái bát hương nhà bà được thay bát hương rồi phải không? Cái bàn thờ được thay bát hương rồi phải không? Không thay đâu. Không thay đấy sao lại? Thế hai loại bát hương thế này. Thay đơn bản thay rồi. Nhà bà thấy hai loại bát hương là như thế nào? Hai loại bát hương á? Trước một cái là đi mua cái khác. Bà đừng bảo không thay nhá. Bát hương lên đây có hai loại bát hương lên đây rồi, bà lại bảo không thay không biết kiểu gì. Tết đi muốn thay thì thay một thể đừng thở hai loại, thở hai loại khó lắm. Tí thì mình đi bây giờ mình đi mua một loại. Để đang bảo đi Tết đi thay 30 về thay đi mua một loại về thay đi. Thở hai cái loại này khó lắm. Thế bảo là hai cái loại bát hương khác nhau khó lắm. Phải rồi. Đi ra chợ đi mua một loại về là xong. Khác cỡ là được, cỡ to cỡ bé là được. Thấy đây hai loại với bà cũng nhận không à? Phải rồi. Biết đâu cho xem tivi lên ấy. Cái tivi nó lên thế nào thì cho bỏ thế à. Xem tivi đen trắng rồi đấy. Xem bằng gương thôi, không xem không đi ngựa đâu, không lấy băm binh đi điều tra đâu. Cháu ngồi đây cho thấy thế nào cho bảo thế chứ. Ông họ Triệu này, thứ hai này, cái nhà này không phải nhà gốc đâu cơ. Không phải đâu. Cái nhà này nhà cảnh nó. Nhà cảnh đấy. Cái nhà này nhà cành thôi, phải cành gốc. Cái đất này đất mua à? Đất bây giờ ở ấy? Không phải mua nữa. Hai đổi? Không đồng đổi, phải rồi. Có hai mảnh đây không phải đổi, thế bà đất nhà bà hết rồi, khác ông bà cho mê. Phải rồi. Của người ta một phần. Thế mà không bảo đổi, bà này một cười kìa. Ô. Chưa người ta của người ta một phần bây
làm mình làm nhà bên này một phần, bên này một phần. Thế đất hai mảnh còn gì nữa? Không phải rồi, phải rồi. Thế bà bảo không phải đâu, đất đất nhà mình. Ô. Oh. To xem lên gương đây, hai mảnh đây rồi, bà bảo là đất nhà mình. Phải. Một là mua, hai là đổi, hoặc là người ta cho mình rồi thì biết đất hai mảnh này được. Anh tì tốm mày mi pa khó tô khan bam tô vàng. Được nói nhau đất đai. Lời ra tiếng vào, lời to tiếng bé đất đai này về cưỡi đi. Cái bác ba mà, cái quan kể kết cả nhầy cả tiếng ấy. Lời ra tiếng vào, lời to tiếng bé cưỡi đi. Ừ. Với mát mẹ được không, nhà bà bốc đồng lắm. Bốc đồng lắm đấy, nhà bà. Ông một kiểu, bà một kiểu, con một kiểu đấy, nhà bà đấy, ba phê đấy. Ông này không tín đâu. Ừ. Ông chồng bà không tín đâu. Phải ông này bói ra ma quét nhà ra rác đấy. Bói cái gì nhiều, làm cái gì nhiều. Tốn tiền nhờ. Chúng mày cứ làm thôi, tao chả thấy mà cắn tao bao giờ. Ông chồng bà này không tín, không tín, không được nói. Không được còn được đau đấy, đấy. Ông chồng bà được đau rồi đấy. Đau. Một lần cảnh cáo rồi đấy. Đây là một lần cảnh cáo rồi đấy. Phải. Mà còn nói linh tinh nữa là còn bị đau nữa đấy. Không tin không được nói, không được phạt vì bán cái gì cả. Vì cả người ta cúng thế nào mình không được nói vào, làm thế nào không được nói vào. Thấy bị bữa đau một lần nặng với 2-3 năm rồi. Ừ? Ông á? Ừ? Ông chồng bà đấy. Gần đấy là một lần cảnh cáo đấy. Cứ mà nói linh tinh nữa là còn bị đau nữa đấy. Nên ông này hiền mà nhờ, bà nhờ. Ninh ninh một tí là được hiền, nhưng mà lúc mà nóng lên là chạy vỡ. Nóng lên phải chạy với, không chạy là lại ăn ăn gậy với. Rồi nói vui vui một tí thôi bà nhờ. Không không phải quá, đứng thế đi. Không phải là nói vui đâu, đúng là sự thật như thế đấy. 50 tuổi. Quá hạn rồi, hạn năm ngoái rồi, năm kia rồi, quá hạn rồi. 48 bị đau. Bà họ Hoàng thứ hai năm bây giờ 51 tuổi, hạn tháng xung ra, hạn năm xung vào được đau rồi. Đau trên đầu rồi. Ừ. Trên đầu bà có cái sẹo nào không? Có. Trên đầu bà có sẹo? Có. Lục má mà lung. Không biết. Cái chỉ bà biết thôi nhỉ. Trên... bây giờ vẫn còn có sẹo. Ừ, trên đầu bà có sẹo đây này, một lên kia một cái sẹo có tướng ở trên đầu bà đây này. Không phải ở đỉnh đâu, phải. Không phải là ở đâu nhá. Không phải đằng sau này đâu, trên đỉnh luôn. Ừ, phải rồi. Bà có xe, bà là tài phụ sướng rồi. Ừ. Anh mình tài phụ sướng. Ừ. Nhưng bà chưa cãi bao giờ đâu. Thằng Hoài Pấn Hoài Chiến thắc bay à? Cái này lúc nào về có lễ Hoài Pấn Hoài Chiến ấy phải. Cái bà mẹ chồng bà còn không à? Bà mẹ chồng lúc nãy lấy đi đấy. Bà mẹ chồng hồn ông lúc nãy. Bà mẹ chồng bà được về trách cả vợ chồng bà đấy. Vợ chồng mình làm gì sai nhỉ? Thế lúc mất nó có được phục vụ ngày nào không? Có. Thế lúc mất ra do thôi tăng là có lấy chân nhang về thờ không? Có mà. Ông vừa thờ mới. Lúc thôi tăng ấy. Thôi tăng. Có. Là lấy ba chân nhang về thì cả xuống bàn. Có. Lúc thôi tăng rồi. Thôi tăng. Thôi tăng thì ông vừa thôi tăng. Lúc là mình sống mà lão mà thôi. Không. Nha. Lúc thôi tăng tính thôi tăng không tính lúc mất. Thế không có. Cái thôi tăng là người ta mới lên bàn chứ bây giờ lúc lúc mất xuống đặt lên nó về trao trao ngay đấy, sợ trao cái thế. Bà đừng bảo có tao không thấy. Cái lúc thôi tăng thì không có thật. Lúc mất xuống là được lấy về thờ. Đây gọi là thờ vọng. Thờ bài vì. Thờ đây là thờ vọng. Nhưng mà lúc thôi tăng ra lại không lấy về thờ nữa. Ừ, phải rồi. Đấy, người ta là đang thờ đang một cho ăn này đuổi đi. Đây này vấn đề là đuổi đi. Đang nghe này, lúc đầu ấy mất xuống chưa cần thờ như thế. Chỉ mất đâu thờ nhà đấy. Sau lúc đến lúc thôi tăng ra ấy. Thôi tăng ra thì bao nhiêu con trai thì mỗi người lấy ba que hương về cắm lên bàn thờ thịt gà số cúng. Thế bây giờ qua khỏi đến lắm nào chứ. Nhưng mà cái bà này là cái quan tài này xong rồi cái vải này là cả họ hàng xuống phải không? Vâng. 1-2-3 miếng vải thứ ba không tốt. Cái miếng vải thứ ba là của ai xuống? Không nhớ đúng, mình không nhớ. Anh mình phải mi đáy phải. Cái mộ bà này ngày xưa gọi là mộ dài ấy. Ừ. Có con bới mộ.
Kể cả bây giờ mộ tròn bây giờ vẫn có hố vào. Phải, vẫn có hố vào mà. Phải. Cái mộ ngày xưa mộ dài là bới, nhưng mà bây giờ mộ tròn bây giờ có con, vẫn có một cái hố vào mộ này. Chết vào ma gà ma sói. Chết vào ma gà ma sói. Người ta một con ở trong một con ở ngoài mà phải bới nhau gặp nhau mà. Ngày xưa thì bới mộ, bây giờ không bới nữa, bây giờ gọi là thành đường rồi, bây giờ thành đâu đi lại. Nhưng mà để thầy hỏi thầy, thấy cái miếng vải thứ ba là họ gì? Không nói. Ôi, nói cái... Không nói, họ chỉ biết là miếng vải thứ ba lúc nào làm đấy tách ra tiến đi nào. Và đó là vải trắng. Trắng. Vải đỏ bên dưới, vải trắng bên trên. Cái miếng này viết vải trắng, miếng vải đỏ. Thôi sau này này rút kinh nghiệm, cứ người tuổi già mất đi ra chợ tự mua trai bảy gái chín xong họ hàng mang về không cho xuống nữa. Bây giờ trồng kinh trồng thổ linh tinh lằng nhằng gọi là không sạch sẽ. Mất thì mất tuổi già đấy, mất thì mất tốt đấy, nhưng mà đến lúc trôn xuống lại không tốt. Cái này khuyên thật là nên mà có ấy khả năng thì về bàn bạc. Mất 4 người anh em phải không? Mất đi 1 người rồi. Phải rồi. Thì còn 3 người anh em này góp tiền vào mà làm chuộc cho bà đi. Chuộc hồn về cách cái ma gà ma sói này, cách cái miếng vải trắng này ra đi. Cách mà mình được. Là chết là chôn vào trong mộ, nó theo mộ, theo hồn, theo cốt. Cái vải đó, nó bị hỏng rồi đấy. Bóc lên là cái vải nó tan ra, nó tan nát hết rồi đấy. Nó còn nguyên vẹn, mình có nhấc cái vải vải giải đâu, nó tan nát ra rồi. Nó ngấm vào theo xương rồi, đi theo xác thôi. Không bao giờ những người chết tốt mà lên gương này được đâu. Mà bà này còn gió mà một, bà này về còn đòi cái nón của bà này, đòi cái gậy của bà này, đòi cái nải ngàm của bà này, không bao giờ lên gió mà một thế được. Bà này phải mất oan hoặc mất có con ma đi theo thì bà này mới lên được. Còn những người nào mất tốt ấy, nhập tổ quy tông rồi không bao giờ đi bói mà đi theo đâu. Cái gương của cháu này chuyên trị những người nào chết oan, chết không tốt sẽ lên ngay. Còn những người nào nhập tổ không thấy đâu. Những người nhập tổ ấy làm lễ trong nhà mình nó mới lên được, còn không ấy không bao giờ lên được, thì người ta đi siêu thoát đi thôi. Xong rồi ông chồng mình đau đấy, cũng là bà mẹ để được trách đau, được cầm hồn cầm vía vào mộ ấy, ông khấn một môn ấy. Nên về. Bà cho một phát gậy rồi. Bà đánh cho một phát gậy rồi. Con trai thứ hai được 27 tuổi này, con gái này là lúc mất là mất dưới nước hay mất ở đâu đây? Nước. Chưa chuộc cả bà. Chết đuối vẫn mấp mé dưới mắt nước này chưa lên. Sao mất lâu rồi vẫn chưa chuộc lên bà? Cứ thấy im yếm đi. Không im bà ơi, người ta cha truyền con nối đời tiếp đời. Đời con gái mình mất như thế, đời cháu mình sẽ mất một người mất nước. Không làm được sẽ mất một người cháu. Bây giờ cháu mới 4 tuổi làm gì bà chưa thấy đâu. Vài năm nữa bà thấy một đứa xuống nước ngay. Cái này chết đuối. Mất mé nước này này, bà chuộc đi. Alo. Cái này phải chuộc cái bà. Vâng. Mất này mất ao hay như nào? Hay mất ở suối? Ruộng. Vâng. Mất mẹ nước không thấy mất mé nước thôi mà. Không phải nước sông. Mất mé nước thôi. Mất này lúc mất là nằm nghiêng phải nằm úp, chả phải nằm ngửa. Lúc mất là nằm nghiêng thế này thôi.